Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video của mình. Vẫn là Bi đây và rất vui được gặp lại các bạn trong số nhật ký nuôi cá bảy màu. Và trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, cho mình hỏi các bạn một cái câu hỏi nhỏ như thế này nha. Đó là, đã có anh em nào nuôi cá mà cá nó phát triển và sinh sản bình thường và thậm chí là khỏe ở trong những cái tháng đầu tiên, từ 3 đến 6 tháng. Và cứ khoảng một khoảng thời gian nhất định, khoảng chừng 3 đến 6 tháng đi, thì đàn cá chúng ta lại lăn đùng ra bị bệnh, bị thối thân, chết từ từ. Đó, cứ một khoảng thời gian như vậy thì nó lại lăn đùng ra chết. Thì đã có ai bị như vậy chưa nhỉ? Và mình đã bị như vậy khoảng chừng 3 lần rồi. Lúc trước, ở trong những clip trước của mình hay quay những cái bầy rồng tím của mình, các bạn có nhớ không? Thì lúc trước mình nuôi rồng tím rất là nhiều, và cứ khoảng chừng 4 tháng một lần, cá của mình bắt đầu bị thối thân và lăn ra. Nó đi một bầy rất là nhiều luôn. Lúc đó mình rất là tiếc, rất là xót, rất là buồn. Và mình có đi hỏi thăm nhiều chỗ, hỏi nhiều người, ô tại sao vậy anh? Tại sao cứ khoảng chừng 4 tháng là cá của em nó bị như vậy đó? Cứ khoảng chừng 4 tháng, nó giống như một cái chu kỳ, một cái chu trình vậy đó. Khoảng chừng 4 tháng hoặc hơn một chút là cá của mình nó lăn ra, nó bị thối thân cả đàn luôn, xong nó chết. Lúc đó cái đàn của mình, thí dụ như là khoảng chừng 50 con đi, mình còn giữ lại khoảng chừng mười mấy 20 con thôi, còn nhiều nó lăn ra hết trơn. Và sau một thời gian thì mình cũng đã tìm hiểu và cũng biết được nguyên do. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn trong video này nha. Rồi ok, thì trước khi mà đến với lý do tại sao cá chết sau khoảng vài tháng đó, thì chúng ta hãy tìm hiểu một chút về môi trường sống của cá. Thì các bạn biết môi trường sống của cá là nước. Đây là nước. Và môi trường lý tưởng để cho cá sinh sống đó là nước sạch và không có những cái chất độc hại. Những cái chất độc hại điển hình ở trong cái hồ cá của chúng ta thường thường gặp là ammonia NH3 và NH4, nitrit NO2 và nitrat NO3. Vậy nhiệm vụ của chúng ta khi mà nuôi cá đó là luôn kiểm soát hàm lượng ammonia, nitrit và nitrat nằm ở mức lý tưởng, đó mức thấp, và lý tưởng nhất là đưa nồng độ những cái chất này về không. Và để mà test được những chất này thì chúng ta có thể là mua những cái que test, những cái chất test ở ngoài tiệm cá cảnh hoặc là những tiệm thủy sinh. Các bạn cứ ra ngoài đó hỏi mua và người ta sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng đó. Còn nếu không thì các bạn có hai cách để mà giảm cái nồng độ những cái chất này ở trong nước nuôi cá của chúng ta. Đầu tiên đó là thay nước đó. Có nhiều anh em thay nước thường xuyên, ví dụ như là mỗi ngày đều thay, hay là cách một ngày thay, một ngày nghỉ, hoặc là một tuần thay một lần. Thì những cái tình huống như vậy nó sẽ ít gặp cái trường hợp mà mình mới nói, đó là cứ khoảng vài tháng là cá lăn đùng ra chết một bầy như vậy. Tại vì lúc trước mình nuôi cá thì có lúc mình siêng á, mình rảnh á, thì mình thay nước mỗi tuần một lần vào chủ nhật. Còn nếu mà mình bận quá, bận công việc này nọ thì mình ít khi nào mà thay nước lắm mấy bạn. Có khi cả tháng mình mới thay một lần đó. Thì như vậy những cái hàm lượng, những cái chất độc hại bên trong nước nó sẽ tích tụ lại bên trong nước như vậy. Khi mà chúng ta thay nước ra thì chúng ta sẽ hút những cái chất đó ra ngoài và bơm nước mới vào, thì nó sẽ làm giảm cái nồng độ những cái chất này. Thì lời khuyên của mình dành cho các bạn đó là các bạn có thể một tuần thay nước hai lần cũng được đó. Mỗi lần thay khoảng chừng 30-50% thôi, nếu mà các bạn có thời gian nha. Còn nếu mà không có thời gian thì một tuần thay nước một lần cũng được, không sao hết. Rồi, ok ha. Thì cái cách thứ hai để mà giảm nồng độ ammonia, nitrit và nitrat ở trong hồ cá đó là dùng vi sinh. Thì các bạn hay thấy là mình sử dụng vi sinh để bỏ vào trong cái hồ cá của mình. Thì ở Việt Nam mình có nhiều loại vi sinh lắm, các bạn có thể lên mạng tìm hiểu. Mà cái loại mình hay dùng đó là Extrabio. Và dạo gần đây thì mình có dùng thử Multibio, thì thấy nói chung cũng ok đó, không sao hết. Thì ở trong bể cá chúng ta sẽ có nhiều loại vi sinh, nó phát triển ở trong cái bể cá, có lợi cũng có hại cũng có. Và những cái loại vi sinh mà nó ăn những cái chất, nó phân giải những cái chất như ammonia, như nitrit, nó vẫn có bên trong. Thì cái này nó thuộc về cái gọi là cái chu trình nitơ ở trong bể cá cảnh.
khi cái này nó tương đối là phức tạp và nó dài dòng thì có lẽ mình sẽ phân tích sâu hơn ở trong một cái video nào đó ha. Còn hôm nay mình chỉ nói ngắn gọn như thế này, đó là vi sinh ammonia sẽ ăn ammonia và thải ra nitrit. Đó, vi sinh nitrit sẽ ăn nitrit và thải ra nitrat. Và đa phần ở các chế phẩm sinh học bây giờ ở Việt Nam mình hay các bạn mới hay sử dụng thì không có vi sinh, hoặc là rất ít loại có vi sinh mà nó phân giải được nitrat. Nitrat chỉ được anh em chúng ta đưa ra ngoài bằng cách thứ nhất là thay nước, thứ hai và là được cây thủy sinh hấp thụ. Đó, các bạn có thể thấy là những cái bèo như thế này, những cái rong, nhất là loại những loại cây mà có rễ và những loại cây có rễ trong nền. Nếu mà các bạn có nền đó, có trồng những loại cây có rễ thì cái rễ cây nó sẽ hấp thụ nitrat để trở thành chất dinh dưỡng cho cây. Thì nếu mà các bạn không thay nước thường xuyên hoặc là ít thay nước thì cái lượng nitrat đó nó sẽ tích tụ ở trong hồ của chúng ta, ở trong cái nền hồ cá của chúng ta một khoảng thời gian nhất định, và cứ tích tụ dần dần như vậy á, thì đến một mức nào đó nó đủ cái lượng để gây ngộ độc cho cá. Thì lúc đó cá của chúng ta nó sẽ mất sức đề kháng và nó chịu tấn công bởi các loại bệnh, các loại vi khuẩn có hại ở trong cái hồ cá. Và nếu mà các bạn cứ dùng đúng một cái hồ đó, đúng một kiểu setup đó cho hồ cá của chúng ta thì nó sẽ đúng theo cái chu trình đó, cứ khoảng chừng vài tháng một lần thì hồ cá chúng ta sẽ gặp cái vấn đề đó. Giống như của mình đây, mình xài đúng một cái thùng xốp đó thôi và mình nuôi đúng theo cái quy trình của mình, và cứ khoảng chừng 4 tháng một lần cái nồng độ nitrat nó đạt ngưỡng và nó vượt ngưỡng độc hại dành cho cá, thì con cá của mình nó lăn ra nó thối thân cả đàn luôn. Đó là lý do tại sao mà cá của chúng ta nó lăn ra khi mà cứ cách khoảng chừng vài tháng một lần, giống như một cái chu kỳ. Thì đó là cái kinh nghiệm của mình khi mà mình nuôi cá trong khoảng chừng thời gian nó cũng tương đối, nó cũng là dài đó, và mình có đi hỏi thăm nhiều người, mình đúc kết lại được như vậy. Thì ý kiến của các bạn như thế nào? Nếu mà anh em nào đã có kinh nghiệm về cái chuyện này và có những cái giải thích sâu sắc và độc đáo và chính xác hơn của mình thì hãy chia sẻ cho mình biết nha. Đó. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu mà có comment gì hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Xin chào các bạn.